Được rồi, chắc là chuẩn bị đủ hết rồi. Gọt cho thật nhỏ cái này. Tên tên, hoàn hảo rồi. Tớ đang cực kỳ háo hức vì sắp được vẽ vào cuốn sổ Pupsi mới đây. Bắt đầu nào. Chu, cậu đang làm cái gì thế? Hình như bé Pupsi này trông hơi giống tớ ạ. Ừ, tớ vẽ cậu giống một bé Pupsi lon lấp lánh nhá. Cả nhà ơi, hình như Chu nhớ có bé Pupsi rồi. Và tớ biết làm sao để cậu ấy vui lên rồi. Chu, tớ có cái này cho cậu đây. Wow, xem cái gì thế này? Một hộp toàn Pupsi lon lấp lánh hả? Nhìn mấy nhóc cưng này nè. Bên này có một bé sư tử nữa. Ừ, có một dòng hashtag nè, sưu tầm cầu vồng. Nhìn này cả nhà ơi, có nhiều lon lấp lánh mà tụi mình thích quá đi. Rực rỡ cực kỳ luôn. Có hơn 15 bé con lấp lánh để tụi mình sưu tập á nha. Ừ, bên này là bảng hướng dẫn nè. Đầu tiên cho các bé uống nước nè. Sau đó chờ bé slime bất ngờ được chuẩn bị sẵn sàng nè. Cuối cùng là thêm chút phép màu cho bé slime tụi mình vừa nhận được. Các bạn ơi, hãy nhấn thích nếu các bạn muốn mở ngay cái lon này như tớ nha. Tớ sẽ không để mọi người chờ lâu nữa đâu Semi. Đập hộp cái lon đầu tiên thôi nè. Trước hết phải tháo lớp bọc nhựa ra như mọi khi nha. Semi, tháo lớp màng bọc nhựa của mấy cái lon khác dùng tớ với nhá. Nhìn này mọi người, đây là tờ hướng dẫn lúc nãy đó. Xé ra để xem thử đằng sau có cái gì nè. Có hai túi bột ma thuật kỳ lân và bột kim tuyến kỳ lân. Lấy trứng ra nào. À, có một món bất ngờ phía dưới mấy cái túi nè. Xoay xoay để lấy cái túi tiếp theo nè. Xoay thêm tí nữa nha. Oh, như này, lại là tờ hướng dẫn đi kèm với tờ hướng dẫn sưu tập các bé con này đó. Còn đây chính là cái túi lớn nhất và cuối cùng luôn. Bé dễ thương của chúng mình đang ở trong này á. Mở ngay vào luôn nè. Chà, em bé màu xanh này là ai vậy ta? Một bé có voi dễ thương. Ồ, cũng giống như những bé Pupsi khác. Có bé có hàng lông mi dễ thương cùng đôi mắt sáng ngời. Nhìn lớp vây nè. Ồ, có cả sọc bụng nữa nha. Trên đầu cậu nhóc có một cái sừng vàng chói lóa và một cái vòn phun nước nhỏ nữa. Rồi kiểm tra cái bình dễ thương này nha. Hiệu này tên là bốc mùi đó. Chúng mình sẽ cho bé cá voi uống nước từ cái bình này nha. Semi, mang nước đến đây nào. Chờ, cá voi có thể sống mà không có nước không? Semi, bé cá voi có phép thuật mà. Cậu bé chỉ cần một chai nước để làm phép thôi à. Cầm bé cá voi nè. Lấy ti giả ra. Rồi cho cậu nhóc uống nước nha. Đây là chai nước mùi hôi yêu thích của bé nè. Được rồi, gắn ti giả lại rồi bắt đầu lắc cậu bé thôi. Như thế này. Siêu, coi chừng lắc quá là cậu nhóc bị choáng ạ. Semi, phép màu của bé cá voi sẽ làm mọi người chóng mặt thì có. Xem bé slime của cậu bé này xinh chưa nè. Giờ thì chúng mình phải đợi một tí để cục slime ổn định nha. Trong lúc đó chúng mình mở cái túi cuối cùng nha. Đây là thìa và túi của bé slime. Xem phần họa tiết đi nè cả nhà. Pupsitos là bé slime free the color đó mọi người. Còn đây dĩ nhiên là cái thìa kỳ lân rồi. Và giờ đã đến lúc xem hướng dẫn sưu tập rồi cả nhà. Bé cá voi ở ngay đầu trang luôn nè. Cậu bé dễ thương này đến từ bộ sưu tập dưới đáy đại dương. Tên cậu nhóc là Sóng. Đánh dấu nào. Siêu mùi giống dưa hấu thật á. Thế thì đánh dấu màu ngọc lam với vị dưa hấu nào. Thêm bột kim tuyến kỳ lân vào bé slime này nha. Hết luôn nè. Kim tuyến rơi vào bé slime trông đẹp lắm luôn á. Giờ làm một chút bột ma thuật kỳ lân. Bụi ma thuật sẽ làm bé slime lóng lánh lên hẳn đấy. Giờ trộn bé slime bằng thìa kỳ lân nha. Mọi người ơi, hỗn hợp này khiến tôi nhớ đến các gợn sóng ạ. Nếu đồng ý thì thích liền tay nha. Bé slime của chúng mình đông lại rồi nè. Tôi có thể cầm nó lên rồi đó. Và wow, chạm vào mềm ơi là mềm luôn. Nhìn nó lấp la lấp lánh thích ghê đó. Chưa đủ rồi, gói nó lại đi. Được thôi. Cảm ơn mọi người, xem cái túi này hợp với bé slime lắm nè.
Tụi mình đã đóng gói bé slime lại rồi đây. Thế là đập hộp xong bé con đầu tiên rồi. Đây là hai cái lon tiếp theo nè. Mở cái bên này trước nha. Kéo mũi tên và lấy các túi ma thuật ra thôi. Cái túi chứa món bất ngờ đầu tiên. Xoay vòng quay nè. Chắc bên trong là một cái bình rồi. Còn đây là tờ catalog và giấy hướng dẫn. Cuối cùng cũng xoay đến món đồ chơi rồi nè. Không biết là bé nào đây nhỉ? Xé thôi. Tăng tăng tăng. Wow, một ngôi sao. Đây là một hàng hiếm đó mọi người. Ôi trời, tôi đã ước là mình sẽ tìm được bé này mãi đó. Cô bé có cái đầu thật đặc biệt và màu sắc cũng khác lạ nữa đó nha. Chờ ở đây nhé bé yêu, để tụi chị mở cái lon thứ hai nha. Simi, cậu muốn biến thành bé Pupsi nào nếu có thể vậy? Tớ muốn là bé Pupsi mạnh nhất mọi thời đại, rồi tung tăng trên cầu vồng cùng các bạn Pupsi của tớ này. Hàng lông mi của tớ cũng sẽ cực dài như các cậu ấy. Còn tớ thì đang rất là muốn biết ai đang chờ chúng mình trong cái lon thứ hai đây. Oh, màu này làm tớ nhớ tới bé Sóng quá. Oh, như này, đây là một bé Vượn Cáo. Cậu nhóc có mái tóc cực chất luôn, trên trán còn có tóc mái xoăn xoăn nữa chứ. Nhìn đôi chân lông xù dễ cưng này nè. Chờ đây nha. Tớ mới gói phụ kiện nè, mở túi chứa bình nước trước đã. Simi, cái này cho cậu, còn tớ sẽ tự mở cái này. Không biết cậu nhóc của chúng mình có bình nước nào thế nhở? Dr. Pooper, vị vani với thêm chút hương anh đào, chắc ngon lắm đấy. Su nhìn nè, trên bình nước của tớ có hình bát Pupsi đó nha. Loại nước tăng lực này gọi là Poop Star đó mọi người ơi. Còn đây là ngôi sao kỳ lân của chúng mình. Đặt nó bên cạnh chủ nhân đi nào. Tớ dùng tí phép thuật nhé mọi người. Tên tên. Xem thử mấy cái thìa của các bé đi nè. Còn đây là túi đựng slime đấy. Tụi mình thấy cái này rồi nè. Còn cái túi này in dòng tránh xa tớ ra đi. Các cậu muốn biến đống rác này thành nước không? Ta-da! Giờ là lúc cho nước vào cái bình rồi nè. Kéo một cái. Tiếp theo là bình nước ngôi sao. Hoàn hảo. Xong rồi, giờ thì cho ngôi sao đáng yêu của chúng mình uống nước nha. Thức uống tràn đầy năng lượng của cục cưng đây. Được rồi, giờ thì gắn ti giả lên này. Và bắt đầu lắp thôi. Xong, đến lượt cáo rồi. Bé có khát không nè? Uống chút nước ngọt nha. Ti giả của bé đây nha. Lắp nào. Đứng đây nha, tới lúc làm slime rồi. Lấy hai cái bát cho hai bé slime. Chọn một bé Pupsi. Gỡ ti giả ra. Nghiêng người bé một chút. Màu này xinh thật á. Tuyệt vời. Xong bé slime đầu rồi đây. Tới nhấp rồi. Không biết bé slime của Vận Cáo có màu gì đây nhỉ? Lạ thật đó. Nó làm tôi nhớ về nước ép cam. Còn mùi thì giống siro lá phong vậy. Siêu cầm đi nè, ta mở nó ra rồi á. Cảm ơn cậu Semi. Thêm chút ma thuật cho bé slime của chúng mình nha. Phủ bằng kim tuyến nè. Giờ thì thêm ma thuật về bé slime màu cam. Các bé slime được phủ kim tuyến trông xinh quá đi. Cứ như mặt trời giữa những đám mây vậy. Chọn bé slime của chúng ta bằng cái thìa này nào. Khuấy đều tay nha. Chọn thật đều tay để tạo thành một khối mềm mịn nè. Show slime đến đây. Cậu đúng đó Sù. Mùi này đúng là thơm thật luôn. Bé slime đã sẵn sàng rồi, giờ cầm lên và chơi thôi. Wow, bé slime này cực mềm mại và co giãn nha. À, nó có mùi giống sô-cô-la các bạn. Bên trong có nhiều kim tuyến lắm nè, đúng là slime dành cho các công chúa luôn. Cho bé slime sô-cô-la của chúng ta vào túi nào. Ép nó ra, rồi đóng lại. Sô bánh kép lá phong xong rồi nè. Tuyệt quá Simi, vỗ tay. Đúng là một liên tưởng thú vị đó. Các bạn ơi, hãy nhấn nút thích nhiệt tình nếu thích bánh kép với cả siro lá phong nha. Và tất nhiên là nhấn nút thích nếu thích slime giống như Sammy và tớ nữa. Đến lúc cho bé slime của chúng mình vào cái túi đặc biệt này rồi. Kéo khóa lại.
rồi đè nó ra. Xong. Vậy là chúng mình đã mở xong hai món đồ chơi rồi. Đánh dấu cái nào. Bé lông xù có tên Sprint, còn bé Slime màu cam có mùi giống siro lá phong. Nhóc này đến từ bộ sưu tập Disco Doodles. Mà mọi người ơi, sao không có ngôi sao này nhờ? Lật ngược tờ giấy lại nào. À đây rồi nè. Tên của cô nàng là Starlight và bé Slime có hương sô-cô-la của nàng ta mang màu hồng đấy. Starlight đến từ bộ vũ trụ Doodles. Các bạn ơi, giờ thì chúng mình sẽ mở 3 lon cùng lúc luôn nha. Tớ thích mở lon lắm luôn ạ. Hãy like video nếu cũng thích mở lon nha. Ôi, nhìn kìa, thêm một cái túi mới nè. Kim sa kỳ lân. Vậy là tổng cộng có 3 cái túi luôn. Tuyệt thật. Chú, cậu muốn biến thành bé Pupsi nào á? Khó nghĩ quá luôn á, Sammy. Bé Pupsi nào cũng dễ thương hết á. Chắc là tớ sẽ chọn bé dâu dại. Sammy nhìn nè, trùng hợp thật á. Nhóc dễ thương này có cái đầu giống như quả dâu á, còn có cả hoa ở đỉnh đầu nữa chứ. Người bé thì giống như gốc cây vậy. Xem tay của cô bé nè, có trái dâu trên ngọn dây leo nè. Dâu dại ơi, ở nhà đợi tụi chị nhá. Mở cái lon thứ hai ra luôn nè. Không biết lần này sẽ là bé nào đây. Lon này cũng có 3 cái túi ma thuật nữa đó. Chiu, chắc là một bé dâu với bông hoa trên đầu nữa. Tụi mình sẽ biết ngay thôi xem à. Có cái gì màu vàng á. Một quả chuối hả? Simi nhìn nè, bé cưng xinh xắn này nè. Chắc cũng đến từ cùng một bộ sưu tập như bé dâu á. Dễ thương quá đi. Được rồi. Đến cái lon thứ ba nào. Có bao nhiêu túi ma thuật trong đây vậy ta? Lại là 3 cái túi này nè. Thích thật á. Hôm nay tụi mình may mắn quá các bạn ơi. Giờ bỏ hết các món bất ngờ ra để lấy món chính nha. Được rồi. Món đồ chơi đây nè. Tớ sẽ rất ngạc nhiên nếu bé này cũng đến từ bộ thiên đường Turt đó. Xem nào. Sammy, cậu yêu hoa nhiều đến độ biến thành 500 hút thêm một bé dâu vào bộ sưu tập của chúng mình rồi đây. Mọi người hãy thích mạnh nếu cũng thích hoa giống tớ nha. Dùng chút ma thuật để đẩy nhanh tiến độ nó nha. Wow, tớ yêu chặt tung. Tiếc mà không có cắt tay thì còn gì là tiếc nữa. Cắt tay của các bé Pupsi này chứ. Sammy, các bé của chúng mình có đồ uống riêng luôn rồi mà. Được thôi, vậy thì tớ uống luôn. Các bé dâu của chúng mình đã sẵn sàng rồi. Đến lượt mở các bé Slime rồi. Lại là dâu này. Nhìn thấy cả nhà, bé Pupsi này có một cái lỗ ở chỗ này, nên bé Slime sẽ ra ngoài bằng đường này đó. Được rồi, thêm chút nữa nào. Xong, cưng có thể về chỗ rồi. Giờ chúng mình sẽ trang trí cơ bé Slime nha. Vì đây là bộ ma thuật nên chúng tớ cũng sẽ dùng ma thuật để thêm chúng vào luôn. Tên tên, tụi mình có thêm một cái túi nữa này các bạn ơi. Mở ra nào. Rồi dắt lên bé Slime nha. Đây là túi kim tuyến thứ hai cho bé Slime chuối đó. Wow, một đống ngôi sao luôn mọi người ơi. Giờ thì chọn bé Slime hoa lay dâu lại nè. Thế là xong bé đầu tiên. Tới bé Slime thứ hai nào. Bé chuối lay sao. Bé này hơi đông lại rồi. Để tấn nặn nó trên tay nhá. Mấy ngôi sao trong bé Slime này chạm vào tay thích ghê á. Lấp la lấp lánh nè mọi người ơi. Cho nó vào trong túi nào. Ấn nó xuống một tí nha. Xong, giờ thì đến bé Slime thứ hai, Slime dâu. Đừng quên là bé Slime này được làm từ hai bé Slime lần đó nhé mọi người. Nên nó mới siêu to luôn. Nhưng tụi mình phải chia nó thành hai phần để bỏ vừa cái túi đó. Siêu, túi đựng các bé Slime nè. Cảm ơn Sammy. Được rồi, đóng gói lại thôi nha. Xong, giờ thì Slime sẽ không bị khô lại.
những món đồ chơi nãy đến giờ đều đến từ bộ thiên đường Turtz á. Cậu bé chuối này là Splits. Để slime của nhóc ấy có màu cam và mang hương chuối. Slime của bé dâu có tên dâu dại, nhóc này có màu hồng và hương dâu. Thưa quý vị, nhà ảo thuật vĩ đại xuất sắc Samuel sẽ trình diễn vào tối nay. Mời các bạn thưởng thức ạ. Tụi mình có tới 6 cái lon. Tớ sẽ mở chúng bằng sự giúp đỡ của áo choàng ma thuật. Được rồi, mọi người đã sẵn sàng xem phép lạ vĩ đại mà áo choàng sẽ thực hiện không? Chú ý vào nha! Wow, Sammy nhiều túi quá! Được rồi, cùng xem tụi mình có các bé Pupsi nào nha! Đây là bé đầu tiên. Wow, một bé cừu nhỏ xinh. Một cặp sừng nè, hợp với màu cánh tay bé này quá à. Cô bé còn có cái bụng béo với đôi chân xù lông ấy nha. Có phấn mắt màu hồng ẩn dưới lớp mi dày nữa nè. Nhưng sao bé lại cau mày thế này? Đây là bé cưng tiếp theo. Cùng xem là ai nhé mọi người. Màu này xinh thật á. Đây là một nửa mặt trăng nè. Giống nhóc chuối lúc nãy ghê. Nhưng cậu bé này có một cái đặc điểm khác biệt nè. Để tớ cho mọi người xem nhé. Tèn tèn. Em phát sáng trong bóng tối nè. Quá tuyệt luôn phải không? Cái túi tím thứ ba đây. Mở nào. Oh, đó là một bé mặt trời in trên mỗi cái lon á. Xem cái tia nắng xinh đẹp của cô nàng nè, chúng phát sáng đó nha. Cô bé cũng có hàng lông mi dày ơi là dày, với đôi tay có vết sơn loang nè. Xin chào cái túi thứ tư. Được rồi. Oh, là anh em sinh đôi của bé cá voi nhỏ lúc nãy nè. Đặt cậu nhóc vào đây đã, rồi lấy cái túi thứ năm nha. À, lại một bản sao nữa nè. Tụi mình có thêm một bé mặt trời rồi này. Vậy thì sẽ ấm áp gấp đôi đó. Cái túi cuối cùng này mọi người ơi. Không biết món đồ chơi cuối cùng là gì đây. Một chú sư tử đó. Món mới luôn này mọi người. Cái bờm này dày ghê. Nhìn đôi tay dễ thương ló khỏi lớp bờm này mọi người. Cơ mà đây là bé Pupsi duy nhất có đuôi á. Xem đôi chân có cả móng vuốt sư tử nè. Wow. Và nhà của cưng đấy nha. Vậy là tụi mình mở xong 6 cái hộp này rồi. Giờ thì tới là bình nước của các bé Pupsi nhá. Xong rồi đây, nhớ kỹ mấy cái bình nước xem nào. Bình nước của Avalanche gọi là Duty. Và cái hình làm tớ nhớ đến kém tươi á. Bé Beam thì có thức uống tăng lực Pupster. Nó giúp cậu ấy phát sáng trong bóng tối. Đồ uống của bé Ray xinh xắn là Pupsi Extreme. Xem này, cô bé hài hước này đang nháy mắt với chúng mình nhá. Xung quanh anh toàn là sao. Bé sư tử của chúng tớ có thức uống Cacada Dry Cockerberry. Đây là một chiếc vương miện bởi vì sư tử là vua của thế giới động vật đó mọi người. Xíu đưa bình cho tớ, tớ sẽ đi lấy nữa. Xem này đúng là trợ lý tuyệt vời nha mọi người. Hãy nhấn nút thích nhiệt tình để cổ vũ cậu ấy nhá. Còn tớ sẽ sử dụng phép thuật lần nữa đây. Whoosh. Xem mấy cái túi này đi. Poop vui nhộn. Đây là cheesy poop với bé slime nướng in trên bao bì. Đây là poop farts. Nhìn xem tụi mình vừa mới đập hộp trái dâu này lúc nãy nè. Còn đây là pooples nè các bạn ơi. Mình bé slime cho này hài hước ghê. Có cả farters và kim tuyến poop chip nữa nè. Cái túi cuối cùng của bé slime có tên là lười biếng. Có hình bé slime giống lát khoai tây chiên trên vỏ bao nè. Siêu đồ uống xong rồi đây. Cảm ơn Sammy, mấy cục cưng của tụi mình đang khát lắm rồi. Đây là bé slime đầu tiên. Chú, em ấy có mùi như dâu tây vậy á, thầm ơi là thầm. Đúng thế Sammy, cơ mà bé slime của nửa vầng trăng có hương thế nào nhỉ? Thật cá là nó có mùi như ngôi sao vậy. Khoan đã, mùi dưa lưới. Sammy, bé slime mặt trời có mùi quýt nè. Về chỗ nào, đến lượt bé cá voi nha. Chú có biết con cá voi là loại động vật có vú lớn nhất trên thế giới không? Sữa của chúng giống như kem đánh răng á. Tựa tựa như slime vậy. Nhìn là Sammy, slime của hai bé mặt trời khác nhau đấy. Cái này lại có mùi cam này. Và bé slime cuối cùng đây.
Wow, màu này xinh thật. Mùi thì như vani vậy. Tất cả các bông sen đã xuất hiện rồi, chúng đều rất là xinh. Giờ thì hãy thêm chút mật thuật vào nha. Đến lúc pha trộn các bé slime rồi. Oh, bé slime này hơi đông lại rồi. Ta sẽ cố dùng tay mình để nhào nặn nó ngay đây. Tất cả ta thích làm như thế này hơn. Xem kim tuyến ma thuật kỳ lân trộn đều hơn không nè. Mà chạm vào nó cũng thích ơi là thích nữa. Tuyệt lắm luôn. Ta cũng sẽ nhào bé slime tiếp theo bằng bàn tay luôn. Kim tuyến vàng cùng bột kim tuyến cực kỳ hợp với bé slime màu be này á. Mấy bé slime này đúng là dành cho các công chúa. Lấp la lấp lánh luôn. Giờ là tới bé slime màu da cam nha. Được rồi. Bắt đầu trộn thôi. Bé này lỏng hơn mấy bé trước mọi người ạ. Như thế cũng hay. Với lại nó siêu giãn luôn. Wow. Tiếp theo nào. Nhìn này, bé slime này không đông lại tí nào luôn mọi người ạ. Nó giống như là nước vậy á. Lạ thật. Sammy, thử cho bé slime này vào túi hộ tớ với nhở. Chấp nhận thử thách. Trong khi Sam đang bận cho slime vào túi thì chúng mình sẽ chọn bé màu hồng này nha. Cái này cũng đông lại rồi. Thế thì tớ sẽ nhào bằng tay luôn. Lạ ghê đó. Nó làm tớ nhớ đến thạch dâu tây á. Wow, bé slime bắt đầu có hình dạng rồi và lại còn co giãn nữa. Nó còn kéo được ra dài, ơi là dài nè, tuyệt thật. Và giờ là tới bé slime số 12 cuối cùng rồi đây. Bé slime màu mận đỏ này có độ co giãn vừa phải, chúng mình phải nhào nó kỹ hơn mới được. Đây này, siêu xong rồi. Tuyệt vời quá Sammy, cậu đúng là một phù thủy cừ khôi. Các bạn ơi, hãy cho các bé slime còn lại vào túi lên nha. Chúng mình sẽ cho bé slime màu hồng mềm mại này vào cái túi vàng chanh nha. Đây, đóng lại để bé slime của tụi mình không bị khô nè. Bé slime màu be sẽ được bỏ vào trong cái túi đỏ cheesy poop. Được rồi, quá đẹp. Còn bé slime chói chang sẽ vào cái túi xanh dương poop forest này. Đóng lại. Nhìn kia một trái tim. Bé slime màu hồng đến từ bé mặt trời thứ hai sẽ vào trong gói Fardust này. Đừng quên kéo khóa lại nha. Xong rồi. Và cuối cùng chính là bé slime mận đỏ vào cái túi bé lười nè. Thế là xong. Chúng mình đã đập hộp 6 lon đồ chơi cuối có chứa slime rồi nè. Hãy cùng xem tất cả chúng lại một lần nữa nha. Cùng xem bộ sưu tập Pupsi của chúng tớ nào. Mọi người có thích màn đập hộp hôm nay của chúng tớ không? Nếu có thì hãy tặng thật nhiều là thích và đăng ký kênh của chúng tớ nha. Hẹn gặp lại trong video mới. Tạm biệt.